Hello anh em nhé, đang tận cảnh lắp cho em trai cái vuông tròn các bạn nhá. Đây, lắp vuông tròn lắp vào đây anh em nhá. Anh em chỉ việc tháo hai vít này ra lắp này xong luôn. Giờ mình sẽ cầm cái T8 nhá. Cầm anh bắt con này dùng T8 thôi. Đấy, giờ mình sẽ lấy cái T8 bình thường, con đấy là ốc 6 ốc vít anh em ạ. Nhưng mà con này của em thì là không. Là sao bắt vậy, bắt thấp nhìn sao được em? Bắt bên đây. Bắt đây chuẩn này. Anh bán nhiều rồi, bán bao nhiêu rồi? Đấy các bạn thấy không, lắp phát là vừa kít luôn này. Đây nó đây nha các bạn nhá. Đấy, em mời anh trai mở cửa đi, không đập vào gương, mở cửa kiểm tra anh phát bên phụ không, mở cửa bên phụ xem mình chào rơi không còn chỉnh luôn. Đấy các bạn nhìn này, mở hết cửa hết tầm đi. Đấy các bạn thấy không, còn xa mà đến gương nha các bạn nhá. Đấy, ok xong rồi em ơi, trả lại em trai nha các bạn nhá. Đấy, anh em nhớ qua số nhà 110 Ngô Bình nhá, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Số nhà 110 đường Đỗ 10, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội các bạn nhé. Phụ tùng ô tô Nhật Đức. Đấy. Em trai chở cá gần nhà luôn. Đấy các bạn thấy không, đắp cái tay gương cầu rất là đơn giản luôn, mà nó là hàng xịn sò Hàn Quốc ấy. Chứ mình không bán đồ pha ke anh em nhé. Đấy, con đấy đây. Ủng hộ anh đi. 4,5 triệu một đôi. Bắn phát đẹp luôn. Đấy, các bạn kéo ra này. Đấy, anh em thấy không, made in Korea này, tay gương này, bát này, bát quan trọng vấn đề ấy, là cái bát này là hàng xịn nhãn này, nó rất là dày. Đấy các bạn nhìn này, tiện máy CNC, không phải như kiểu hàng chế cháo đâu, hàng chế cháo đi nó bị rung bập. Cái hàng này thì các bạn chạy 120-130 cây số không mà rung nhá, bảo anh em thoải mái luôn. Các bạn nhớ qua Nhật Đức nhá.